Bây giờ là luật sư đã về cả nhà. Hiện tại là bên trong là chỉ còn chị Ni, anh Nguyên Vũ, Bi Thái Tử, cũng như là Thành Mỹ, còn những người nhà ở phía bên trong này cả nhà. Còn thừa phát lại với lại toàn luật sư thì đã ra về, cô chú anh chị đã làm xong rồi. Cô chú anh chị thì buổi làm việc chiều nay thì đã như vậy là đã xong. Không biết kết quả như thế nào thì chúng ta hãy chờ xem. Chị có thể là chị Ni hoặc là Hồng Loan hay là anh Nguyên Vũ gì đó thì có thể chia sẻ được cái kết quả công việc chiều nay như thế nào. Cô chú anh chị cứ để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Cô chú anh chị, tại là YouTuber vẫn còn đứng ở phía trước nhà rất là đông luôn cô chú anh chị để cập nhật tin tức. Hiện tại là rất là nóng luôn, không biết là như thế nào thì để xíu nữa xem chị Ni chia sẻ như thế nào nha cả nhà. Phía bên ngoài thì YouTuber tập trung rất là đông như cả nhà đó, cô chú anh chị thấy không? Rất là đông YouTuber. Hồi nãy là YouTuber bay kính nên cô quay cho cô chú anh chị xem đó, em chỉ đứng được phía bên ngoài thôi. Phía bên, không thể chen vô để quay cho cả nhà mình xem được, cả nhà thông cảm nha. Hy vọng là cô chú anh chị để lại một like, một share, một lượt đăng ký ủng hộ em. Quá trời là đông YouTube khi mà nghe tin anh Nguyên Vũ cùng chị Ni đến đây. Đến đây để cập nhật là thông tin. Chào cô chú anh chị. Xe anh Nguyên Vũ rồi cả nhà. Xe anh Nguyên Vũ còn ở đây luôn. Sau khi mà anh Nguyên Vũ tiễn đoàn luật sư ra về thì YouTube vẫn còn tập trung ở đây khá là đông nha. Cô chú anh chị để chờ thông tin thì em cũng xin dừng clip ở đây, mong là cô chú anh chị xem thấy hay hữu ích thì để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh để em có thể ra những clip tiếp theo. Mong là cô chú anh chị chia sẻ và ủng hộ. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip tiếp theo nha.